Đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đến thăm và tặng quà cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại huyện Côn Đảo. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến hy sinh của các cựu tù chính trị, gia đình chính sách và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng phát triển.